Xin chào tất cả quý cô anh chị và các bạn đã quay trở lại với những video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Mỹ Linh chúc các bác có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hiện tại thì cháu Lử đang có mặt trên đỉnh Hấu Chuông. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì cháu Lử sẽ tiếp tục vào trong này để ghi hình cho các bác để xem cái quá trình mà 7 anh em siêu nhân đang đổ cái tuyến đường huyền thoại trên này các bác. Trên này còn rất là ít thời gian nữa thôi là tuyến đường này sẽ hoàn thành các bác ạ. Nếu như mà không có thêm công việc gì phát sinh thì dự tính là ngày mai thì tuyến đường này sẽ đổ thông các bác nhá. Đấy thì cháu Lử cũng thông báo cho các bác trên kênh. Thì ngày hôm nay thì mình Lử vào đây thì cũng có báo một cái tin vui cho 7 anh em siêu nhân, đó là có bác sĩ Sa Hoa ở bệnh viện phụ sản ở Hà Nội ủng hộ 5 triệu đồng cho 7 anh em siêu nhân, trong đó là 3 triệu rưỡi cho mỗi anh em là 500.000 đồng, còn là 1 triệu rưỡi để mua thức ăn cho các bác đấy các bác ạ. Đấy thì bây giờ thì cháu Lử xin mời các bác lên trên này để xem bà con mấy anh em đang đổ cái tuyến đường huyền thoại này các bác ạ. Đấy các bác xem đây, ngày hôm nay thì thời tiết ở trên vùng cao này bắt đầu là thay mùa rồi các bác, nên là đang đứng ở trên cao này rất là mát các bác. Bây giờ xin mời các bác lên trên này cùng hai anh em để xem bà con đổ tuyến đường trên này nhá. Đấy ngày hôm nay trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bác cũng đã đổ bắt đầu từ tuyến này lên các bác. Đây là những nét mặt đường điểm giao đầu tiên. Đây là một trong những cái đoạn khúc cua mà hiểm trở nhất. Chào các bác nhé. Ôi không có đường đi rồi. Cái này chính là phải kẻ thêm rắn nở vào nhá. Anh vừa ạ. Cái này chơi lắm đấy. Sỏi hơi to đúng không? Anh em cho thêm XC vào cho nó bám một chút. Tại vì chỗ này nó sỏi to quá. Hiện giờ thì đã làm đến chỗ này rồi nhé các bác.
và là điểm nối là ngay trên cái căn nhà trên này. Chắc là tầm ngày mai nữa thôi, theo dự tính là tầm ngày mai nữa là sẽ hoàn thành cái cột điện này các bác. Còn là cái khu dốc nhất ở đây, trong vòng buổi chiều ngày hôm trước thì các bác đây cũng đã nghiền hết những cái số bột đá ở đây rồi. Chiều ngày hôm nay thì mọi người sẽ tranh thủ để nghiền nốt cái phiến những cái khối đá trên này các bác. Ở phía bên trên kia thì vẫn còn là bác Sò, anh Xính cùng với lại em Bó đang chở bột đá, chở khối đá 46 trên này. Máy thì lắp từ ngày hôm nọ đây rồi. Sáng nay thì ba bác cũng đã trở về đây, do là cái quãng đường này lên trên kia nó cũng khá là xa và rất là dốc nên là hai người phải dùng một cái xe rùa để chở xuống. Anh em nhá. Ai à, để giữ phanh à? Không là một phát là đi luôn đấy. Cái này mà một người đi thì mệt, nhưng mà hai người thì cảm giác nó cũng vỡ mấy giờ. Xa quá. Phải bật tay.
Anh em có biết hôm nay là ngày gì không? 2 tháng 9 là ngày gì nhỉ? Đúng rồi. Hôm nay thì là lễ về lễ Quốc Khánh. Mọi người xem là chúng này diễn ra không? Hôm nay rất là đông khách. Hôm nay khách du lịch lên đây rất là đông. Sắp tới có khi là trên này cũng có khách lên đây đấy. Biết mà chắc lên đây cũng nhiều trải nghiệm tuyến đường này. Các bác nếu như mà có dự định là sẽ lên Hà Giang hoặc là lên Mèo Vạc thì các bác có thể lên trên đỉnh Hống Chua đây để có thể trực tiếp gặp mấy nhân tư nhân trên này, có anh Phó, anh Xính và các bác ở trên này nữa. Trong là những con người quá là giỏi trong cái việc mà làm đường. Bố đá trên này chở hết chưa anh? Vẫn còn à? Còn đá to là 46 đúng không? Để đi cùng các bác ấy đi lên trên này để cho bác xem là di chuyển này, những cái khối bột đá từ trên này xuống nó xa như nào. Đã đầy một xe. Đây là cuộc đua kỳ thú. Giữ khoảng cách an toàn nhá. thì đã dừng lại đấy đã, xong đẩy lên, lấy sức đẩy lên. Đó. Rồi chạy. Cái này một mình áp bó à? Áp bó khỏe. Áp bó khỏe. Lên rồi lại xuống, lên rồi lại xuống. Có ngâm ngắn đấy chưa? Để cho một xe đi trước. Thế mà nó nhủ à? Nhớ giữ phanh nhá. Rồi xong anh em đi xuống cái này đã. À, xi măng là được tập kết ở trên này hết à? Còn mấy bao bên kia. Còn đấu này còn đến 50 bao không? Chắc không đến. Không đến à? Mấy bác chơi phải lên trên này để vác xuống đây. Ngày hôm nay thì mình xin chính là giao nhiệm vụ cho Lử vào trong này để ghi hình cho các bác xem. Thì đợi các bác ấy cũng hôm nay vào đây thì Lử cũng báo một cái tin vui cho mấy anh siêu nhân. Thì cũng đợi cho các bác đến nghỉ giải lao rồi cũng sẽ trao cái món quà của bác sĩ Sa Hoa cho mấy anh siêu nhân là mỗi người 500.000 đồng các bác.
lại đường phải đi xuống dốc rồi các bạn. Và anh em nghỉ giải lao tí nữa nhở. Anh em đông đủ chưa nhở? Chị anh vừa đúng không? Vừa. Anh vừa đang đi vệ sinh. Đấy, ngày hôm nay thì em cũng báo cho mọi người một cái tin vui là có bác sĩ Sa Hoa ở bệnh viện Phụ Sản Hà Nội ủng hộ 5 triệu đồng cho mình. Và anh em là trong đó là 3 triệu rưỡi cho mỗi người là 500 nghìn nhá. Còn 1 triệu rưỡi là để mua thức ăn cho mọi người. Thì hôm nay thì em vào thông báo cho mọi người như vậy. Đấy, còn đây là con nhá. Cảm ơn. Anh ơi, con đi. Anh Sàn. Dạ ơi, anh Sàn. Bắt sổ. Ui dù. Bắt chơ. Đấy. Đấy thì mọi người bắt sổ hay là anh có mọi người có người làm sao không? Cháu thay mặt bài em xin lên đây cảm ơn bác sĩ Song Hoa rất nhiều và có Tuấn Long và đã cho có tiền ý nghĩa rất lớn cho bọn cháu đây. Cảm ơn chú rất nhiều và gặp được nhiều may mắn, chúc có một sức khỏe dồi dào nhé. Rồi mọi người vỗ tay một cái để cảm ơn cháu cô Sao Hoa nhé. Thay mặt ở chú bảy anh em sinh nhân thì cháu Lượng cũng xin được cảm ơn bác sĩ Sao Hoa đã gửi một quà vô cùng là ý nghĩa kịp thời để hỗ trợ cho bảy nhân sinh nhân. Xin chúc cô và gia đình có một sức khỏe dồi dào và có một cái kỳ nghỉ lễ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì bây giờ thì cũng vừa chào thì một quà cho bảy nhân sinh nhân thì tiếp tục làm việc nhá. Rồi anh em cứ làm việc đi nhá. Quả các bác. Lên đi hả? Thôi đổ máy đi nhờ. Kéo lên đó. Kéo lên đúng không? Cẩn thận nhá. Ta kéo đâu rồi? Đi à? Đang đổ. Đang lán đôi người lên. Hai ba. Hai ba này. Hai ba. Hai. Một hai ba này. Yo tê. Ôi. Đây hẹp rồi.
các bạn số tôi nha. Có để ra ngoài ra. Để ra ngoài ra. Đi hả? Để chỗ này thôi. Dưới này chưa làm giãn nở anh Sáng? Lưỡi này nó khô tí ra đúng không? Quá.
chờ đằng bác xi măng chị kia xuống này. Thần nhát trơn nhá, 50 cân các bác. Nhưng mà độ tuổi của bác trơ mà vác được một bao xi măng như này là cũng gọi là bó khỏe đấy các bác. Chứ bởi nhân sinh như này là quá là khỏe luôn. Gọi là siêu nhân thì cũng đúng các bác. Chính anh Phó và bác Sò mọi người thì cũng sau khi mà xuống đây để giải lao thì mọi người cũng đã nhận món quà của cô Sa Hoa ở bác sĩ Hà Nội. Thế thì các bác lại lên kia để chở những khối đá rồi. Ở đây mỗi người sẽ đảm nhiệm một cái công việc khác nhau.
anh em mở rộng cái vòng cua này ra nhá anh Sà nhá, cho dễ đi. Trên này toàn cua Tây Áo nên là phải mở rộng, là lúc cua nó khó đi á.
Vừa rồi thì các bác cũng xem qua các video hình ảnh về chỗ về anh em siêu nhân ngày hôm nay đang làm, tiếp tục đang đổ cái tuyến đường trên này các bác. Ngày hôm nay thì cũng có một cái tin vui của cô Sa Hoa, bác sĩ Sa Hoa thì cũng đã trao cái món quà gửi đến về anh em siêu nhân. Thì một lần nữa xin được cảm ơn cô và chúc gia đình cô luôn luôn dồi dào sức khỏe và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Thì hiện giờ thì hai anh em đang chuẩn bị đi xuống lên lán để nấu cho anh em bữa trưa. Thì các bác hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả các bác nhá. Đấy, anh Xính hiện giờ thì anh Xính đang nhặt đỗ trước rồi các bác. Cây nhà lá vườn. Lấy tí sầu, sầu tí. Tí anh em thích ăn xào hay là luộc? Sầu. Anh bỏ ít thịt lên. Vâng vâng. Thì, đang là rửa rồi đúng không? Vâng. Đấy, thì sầu. Anh Sinh đang chế biến đỗ trước các bác.